Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Cap rồi ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ Bây giờ là khoảng 9 giờ rưỡi tối giờ Cali Thì ở Việt Nam nó cả qua là ngày thứ sáu rồi Chúng ta một lần nữa lại đến gần cuối tuần Thì đầu tiên hết các bạn thấy Thuận lại một lần nữa chỉnh lại cái background Thì cái background này nó sẽ thân thuộc hơn với nhiều người Thuận đã đổi lại các bạn rồi Cái background thân quen đã trở lại rồi các bạn Hai chai Cardinal vẫn còn ở đây Và cái logo Bitcoin thân quen cũng đã sau lưng của Thuận Ngày mai đó thì uh, Thuận đã không cần phải dọn nhà nữa Tại vì dọn nhà cũng coi như đã xong rồi Nhưng mà ngày mai đó Thuận sẽ bận một số công việc Cho nên sẽ không làm video Nhưng mà cuối tuần này ở Hoa Kỳ thì Thuận cũng sẽ có thời gian để mà tiếp tục chia sẻ với các bạn Chỉ là ngày mai đó Thuận bận một số công việc Và chủ yếu đó là Thuận sẽ giao cái căn nhà cũ Để cho người mướn nhà có thể tiếp quản các bạn Và ngày mai Thuận sẽ cố gắng tranh thủ Thu lại uh, một phần của căn nhà đó Để mà chia sẻ với các bạn Tại vì nhiều bạn uh, cũng muốn hiểu thêm về căn nhà đó Cũng như là muốn nhìn một lần cuối trước khi mà thuận rời khỏi căn nhà các bạn à, để cho chúng ta ôm là một số kỷ niệm nơi mà thuận đã ngồi chia sẻ video với bạn hơn 4 năm qua ngày mai đó cũng là ngày mà sẽ có những cái thông tin quan trọng liên quan đến chủ tịch power sẽ có cái lời phát biểu ở đại hội Jackson Hole và chúng ta cũng sẽ nói tới một số cập nhật liên quan đến thị trường Chúng ta cũng có một cái thông tin Tôi nghĩ là những bạn nào mà đang lưu trữ đồng PP đây thì cũng nên biết Chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan đến ai là người đứng sau lưng Cái địa chỉ ví Bitcoin mà đã nhanh chóng tích lũy khoảng chừng là 3 tỷ đô la Bitcoin trong vòng 3 tháng qua Và chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới là có phải là FTX Là chuẩn bị bán 3 tỷ đô la crypto hay không Và nhiều những thông tin đơ bật khác tôi muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà trước hết thì chúng ta có thể nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay đã cũng đã không như mong đợi. Nhiều người đó thì hy vọng thị trường hôm nay sẽ rất là xanh các bạn tại vì chúng ta đã thấy là những đồng tương lai hôm qua đó rất là xanh thì thật ra hồi sáng này đã mở cửa vẫn xanh nhưng mà kết thúc đó chúng ta thấy là Nasdaq đã giảm 1.87% S&P 500 đã giảm 1.35% và Dow Jones lại giảm 1.08% các bạn. Nvidia đó thì cổ phiếu đó cũng đã đạt được cái mức cao trong vòng một năm qua khi mà mở cửa sáng này nhưng mà sau đó nó cũng đã ngủ trở lại các bạn và cũng đã giảm à, và chúng ta có thể nhìn thấy được là pre marking thì bây giờ thì không có nhiều sự thay đổi phần lớn là mọi người đang chờ đợi thông tin đến từ hội nghị Jackson Hole mà sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa chúng ta cũng nhìn thấy là hợp đồng của dầu đó thì hiện bây giờ mức là 79 đô 33 cent cho một thùng dầu thì cũng tương tự như cái mức giá ngày hôm qua mà thôi và vàng đó thì cũng cỡ đó các bạn 1941 đô cho một ounce vàng đó là cái giá hợp đồng hiện tại À, và chúng ta nhìn thấy được là video nên thường chia sẻ thì hồi sáng nay khi mà mở cửa đó cũng đã đạt được cái mức cao nhất trong vòng một năm qua các bạn nhưng mà Nvidia đó thì cũng đã tăng nhiều ngày liên tục rồi chờ đợi thông tin liên quan đến thu nhập và cuối cùng là thu nhập cũng đã hơn cả mong đợi tuy là giá hôm nay mở cửa đã tăng lên tới 502 đô nhưng mà kết thúc hôm nay đây thì cái mức kết thúc cũng tương tự như ngày hôm qua và chúng ta cũng vừa nhìn thấy là chứng khoán công nghệ đó thì có rất nhiều chứng khoán đang đỏ chúng ta vẫn nhìn thấy được là cái tổng số mô hóa của Nvidia vẫn đang ở mức rất là cao chúng ta nhìn thấy là tổng số hóa của Nvidia đó là 1.16 nghìn tỷ hiện tại và các bạn có biết là tổng số hóa của crypto đó thì bây giờ nếu chúng ta nhìn vào coin market cap đó thì refresh lại các bạn thấy được là chỉ có là 1,09 Nghìn tỷ đô la mà thôi thì có nghĩa là một công ty thôi đó chính là Nvidia đó vốn hóa đã cao hơn cả tiền crypto. Thì khi mình chia sẻ thông tin này đó nhiều bạn cũng đã hiểu ý tôi muốn nói là gì. Nhưng mà một số bạn đó thì nói là chúng ta không thể so sánh gì được. Nvidia là một công ty trong thị trường chứng khoán có sản phẩm, có nhu cầu Crypto thì lại khác Nhưng mà thật ra đó là quan điểm của mỗi người mà thôi Nhưng mà điều quan trọng hơn đó Thì trong đầu tư một câu là Do you want to be right or do you want to make money Các bạn muốn chứng minh là mình đúng hay là các bạn muốn kiếm tiền Thường thì chỉ muốn kiếm tiền mà thôi Thì cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó Là không cần biết là Nvidia bán cái gì Hay là crypto là cái gì Cái mà các bạn nên hiểu đây đó Là dòng tiền và vốn hóa Chúng ta có thể nhìn thấy được là vốn hóa của Nvidia Đã cao hơn cả tổng số hóa của crypto Có nghĩa là chúng ta còn rất nhiều tiềm năng trong thị trường này. Thị trường này đó, thật sự nếu như mà nói lớn thì khi các bạn so sánh với những năm trước đây đó, thì đã lớn rất là nhiều. Nhưng mà khi mà nói lớn trong tầm cỡ của một cái thị trường tài chính thì crypto cực kỳ nhỏ các bạn khi mà so sánh với những thị trường khác. Không có nghĩa là chúng ta sẽ thấy tổng số hóa của crypto sẽ ngang hàng với lại bất động sản hay là ngang hàng với lại vàng hay là ngang hàng với lại chứng khoán. Cảm ơn thường nói đây đó. Mọi người đầu tư thì có một số người họ thích bất động sản Cho nên họ đầu tư bất động sản Có một số người họ thích vàng, họ đầu tư vàng Và cũng tương tự đối với là chứng khoán Nhưng mà một số người đó họ không phải là thích Nhưng mà chỉ đơn giản đó là họ đa dạng hóa cho một đầu tư Và họ phân bổ vốn của mình Và crypto đó đang là một cái nơi mà người ta phân bổ vốn các bạn Và khi thị trường này ngày, ngày càng lớn mạnh đó, Thì cái số vốn ngày sẽ càng tăng lên Và chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội khi mà chúng ta nhìn vào cái sự tăng trưởng của crypto trong nhiều bao nhiêu năm qua đó bây giờ so với lại một công ty trong chứng khoán đó thì cũng không bằng thì chúng ta có thể nhìn thấy là còn bao nhiêu tiềm năng đó là điều mà tôi muốn chia sẻ đây các bạn đương nhiên thường nói là crypto nói chung chứ không nói riêng một đồng nào hết khi mà các bạn nhìn vào giá của bitcoin đó, thì ngày hôm nay đã cũng đã giảm 1.5% các bạn Ether cũng tương tự và chúng ta cũng thấy là có nhiều altcoin nó cũng đã giảm mà chúng ta thấy là một biển màu đỏ luôn nhất là chúng ta nhìn thấy là Pepe đó dựa theo crypto bubble đã giảm 25.5% ngày hôm nay thì có một cái thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn À, đối với lại Pepe đó, thì à, cái đội mà phát triển của cái dự án này đó, thì à, họ có một cái địa chỉ ví đây là một cái địa chỉ ví gọi là multisig wallet nghĩa là địa chỉ ví này đã cần nhiều khóa mới có thể là di chuyển tiền được và trước đây đó, thì à, cần 5 trên tám khóa mới có thể mở được và di chuyển tiền bây giờ đó, thì có một cái sự thay đổi và khi mà người ta nhìn vào tài liệu on chain đó, thì đã thấy là thay đổi từ cần 5 chìa khóa để mở giảm xuống chỉ còn có hai chìa khóa mà thôi hai trên tám chìa khóa là có thể mở được và di chuyển tiền thì nhiều người cũng đặt câu hỏi tại sao mà chúng ta lại thấy là cái số lượng tiền của cái đội phát triển lại có cái sự thay đổi như vậy tại vì các bạn thấy được là cần năm chìa khóa trên tám so với lại hai trên tám thì cái nào an toàn hơn đương nhiên người nói là cần năm trên tám sẽ an toàn hơn thì tại sao họ lại thay đổi để mà giảm cái độ an toàn xuống đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó chúng ta lại thấy có một cái sự di chuyển Tổng cộng tính theo đô la là 15.7 triệu đô la token Pepe. À, thì nhiều trong web nó là 16 triệu nhưng mà cũng cơ đó các bạn 15 16 triệu đô la. Và cái con số này đó là đại diện cho 3.8% của tất cả cái số lượng đồng Pepe hiện bây giờ. Sau đó đó thì cái số lượng Pepe này đã di chuyển tới tổng cộng là 3 sàn giao dịch và một địa chỉ ví. Và các bạn nên nhớ đây đó là cái sự di chuyển cái số lượng Pepe của những cái developer, những người phát triển của dự án. Đương nhiên điều này khiến cho nhiều người đó cũng bắt đầu lo lắng. Tại vì tài liệu on-chain cho thấy là 8.2 triệu đô la Pepe à, đã di chuyển nó sang OKX. 6 triệu rưỡi đô la di chuyển nó sang Binance. Và chúng ta có 434.000 đô la di chuyển tới Bybit. Còn 400.000 đô la còn lại đây thì di chuyển tới một cái ví mà bây giờ chưa rõ là ví đó là của ai. Thì sau khi mà chúng ta có hai đồng tỉnh này đó thì nhiều người cũng đã bắt đầu lo lắng và có nhiều cái thông tin đang được chia sẻ là có phải là cái đội của Pepe đó họ chuẩn bị rất poor, có nghĩa là họ chuẩn bị uh, chạy trốn hay là họ chuẩn bị bán hết tất cả những token còn lại hay không. Thì đó là những cái mà được chia sẻ hiện tại cho đến bây giờ lúc rằng là video đó thì vẫn chưa thấy là cái đội của Pepe đó đã chia sẻ những thông tin gì uh, liên quan tới tại sao họ lại thay đổi cái số lượng chìa khóa cần thiết để có thể di chuyển tiền thứ nhì nữa đó là tại sao họ lại di chuyển cái số lượng đồng PP này lên trên những sàn giao dịch thì vì lý do nào chúng ta cũng chưa biết hiện tại Thuận đó thì không có phải là người mà đang lưu trữ PP nhưng mà Thuận cũng muốn chia sẻ để những bài nào mà đang lưu trữ PP cũng nên quan tâm đến thông tin này đó là những tài liệu mới nhất mà Thuận nhận được cho nên Thuận muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta hồi sáng này đã cũng đã nhận được một lời phát biểu các bạn Đây là một cái lời phỏng vấn à, và chúng ta cũng đã từng nghe nói tới người này Đây là một trong những nhân vật của Fed là một chủ tịch địa phương ở Philadelphia các bạn Đây chính là Patrick Parker Thì người này đó cách đây thường nhớ là khoảng chừng 3-4 tuần gì đó Cũng đã có một lần chia sẻ với những người phỏng vấn Là ông ta nghĩ lãi suất có thể giữ nguyên ở đây mà không tiếp tục tăng nữa Lần này đó ông ta cũng tiếp tục có dòng điều đó ông nghĩ đó là lãi suất có thể giữ nguyên năm nay có nghĩa là không tiếp tục tăng nữa và có thể cắt giảm lãi suất năm sau nếu như mà lạm phát tiếp tục trên con đường giảm xuống và đây là cái lời nhắc lại của Patrick Parker thì cũng không khác gì so với những gì mà ông ta đã chia sẻ trước đây gần đây đây các bạn thấy được là cũng có nhiều nhân viên của Fed cũng đã có những lời phát biểu tương tự mặc dù là trong cái văn bản họp hồi tháng 7 đó thì cho thấy được là nhiều người vẫn đang lo ngại và nghĩ là cần phải tiếp tục tăng thêm lãi suất nhưng mà sau khi có cuộc họp đó, đó thì từ khoảng chừng một tháng qua đã có nhiều người của Fed đã đứng lên nói là khả năng có thể giữ lại suốt ở đây nhưng mà những người này nói cái gì cũng không quan trọng mà một người khác các bạn đó chính là chủ tịch Fed John Powell thì hàng năm nó có một cái hội nghị rất là lớn hội nghị này đó là được tổ chức ở Ô mình các bạn và đây là hội nghị có tên là Jackson Hole thì Jackson Hole là một hội nghị nó không giống như là những lời phỏng vấn Chủ tịch Fed sẽ tham gia và ngày mai đó sẽ có một cái bài phát biểu và đương nhiên sẽ phát biểu về tình hình của nền kinh tế và đương nhiên sẽ nói về lãi suất rồi các bạn. Thì mọi người đang chờ đợi xem còn ngày mai đó Chủ tịch John Powell sẽ nói gì. Tại vì trong tháng này chúng ta sẽ không có cuộc họp nào hết. À, cái cuộc họp kế tiếp đó sẽ diễn ra vào tháng 9 cho nên trong tháng này đó chúng ta chỉ có thể nghe được lời phát biểu chính thức từ Chủ tịch John Powell. À, là vào ngày mai mà thôi chúng ta cũng đã biết là gần đây chúng ta cũng đã nhận được một cái chỉ số CPI tuy là core CPI vẫn giảm nhưng mà chúng ta đã thấy là CPI tổng đó thì lại tăng cho là một chút thì chúng ta vẫn đang muốn biết là đối với thông tin này đó thì John Powell sẽ có những suy nghĩ gì và ông ta có tiếp tục giữ giọng điệu giống như là đã từng chia sẻ cách đây khoảng những 4 tuần có nghĩa là giọng điệu ôn hòa, giọng điệu bồ câu tất cả có thể giữ nguyên ở đây và không cần phải tiếp tục tăng nữa còn về giảm lãi suất thì chờ năm sau mới tính tiếp có phải ông ta sẽ tiếp nói gì hay là không cách đây khoảng chừng một năm đó, thì tại hội nghị jackson hole đó, chủ tịch john Powell cũng đã khiến cho mọi người bất ngờ nhưng mà không phải là bất ngờ tốt mà là bất ngờ xấu các bạn ai cũng nghĩ là fed sẽ có thể là bắt đầu chậm lại việc tăng lãi suất nhưng mà không Chủ tịch John Powell trong cái hội nghị Jackson Hole năm ngoái đó đã hoàn toàn khẳng định là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và sẽ tiếp tục tăng mạnh. Thì cuối cùng là Fed cũng thực hiện cái lời hứa đó tiếp tục tăng mạnh các bạn. Nhưng mà mọi người lúc đó thì đang mong đợi là Fed sẽ bắt đầu chậm lại cái việc là tăng lãi suất. Đợt này đó có khác hay không các bạn? Bây giờ mọi người thì vẫn đang trông chờ Chủ tịch John Powell sẽ nói những gì tương tự như là chúng ta đã nghe bởi Patrick Parker ngày hôm nay. Lãi suất có thể giữ nguyên từ đây đến cuối năm ngày mai chúng ta mới biết được nhưng mà thị trường bây giờ đây là đang trông chờ cái thông tin này khi nào mà có tin tức thì sẽ chia sẻ nhanh nhất với các bạn và Fed ấy, thì bây giờ đã không những là phải đối đầu với lại ngân hàng các bạn tại vì khi mà tăng lãi suất thì ngân hàng các bạn vấn đề à, đối đầu với việc là bán công trái phiếu, đối đầu với việc là xử lý phần trăm lạm phát, đối đầu với việc đài đồng đô la mất giá mà bây giờ lại có thêm một cái tin tức mới nữa các bạn. Chúng ta đều biết BRICS à, là một cái nhóm mà có những thành viên như là Brazil, nước Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi thì chúng ta cũng đã biết là có hội nghị BRICS đã diễn ra và thường đã chia sẻ một số chi tiết ngày hôm qua thì sau đó, đó, thì chúng ta đã thấy là đã có tổng cộng là 6 thành viên mới có thể tham gia có nghĩa là chúng ta sẽ thấy những quốc gia như là Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Arab Saudi và UAE có nghĩa là tiểu vương quốc Ai Cập với các bạn thì những cái quốc gia này đã có khả năng là sẽ tham gia vào nhóm BRICS Tuy nhiên thông tin nói đây là những thành viên mới và tôi nghĩ là họ sẽ là những thành viên mới. À, điều mà chúng ta biết đó là BRICS đã chấp nhận và mời họ tham gia thì đương nhiên họ cũng đã phải ngỏ ý trước khi mà cái nhóm BRICS này chấp nhận các bạn thì nếu như đó là sự thật đó chúng ta có thể nhìn những con số tính theo hàng tỷ USD này đây chính là GDP của những quốc gia này và nếu như mà những quốc gia này đã tham gia vào cái nhóm BRICS thì sẽ bắt đầu vào 1 tháng 1 năm 2024 nhóm này đang ngày càng lớn mạnh hơn các bạn và chúng ta có thể tính cái số GDP của những quốc gia này nghĩa là tổng sản quốc nội đó thì cộng với những thành viên hiện tại các bạn thấy được là tổng cộng GDP chúng ta tính 11 quốc gia này sẽ có là hơn 30.000 tỷ USD là khoảng 30% nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta cũng như là mọi thứ đó, các bạn lúc nào cũng sẽ nghe có hai cái chiều hướng suy nghĩ và nếu chúng ta nói tới cái phần cực đó thì những người mà không quan tâm, họ nói là không cần phải quan tâm đồng đô la vẫn là đồng được lưu trữ nhiều hiện tại vẫn là tiền dự trữ của quốc tế vẫn là tiền mà được dùng thanh toán trong những cái giao dịch quốc tế cho nên không có gì phải quan tâm hết và những quốc gia này đó thì nền kinh tế không mạnh bằng những quốc gia giống như là G7 những quốc gia mà có Hoa Kỳ trong đó cho nên không đáng quan tâm hay là bên kia đó thì đã nói là chúng ta cần phải quan tâm nhóm này đã càng ngày càng lớn mạnh bây giờ là 30 nền kinh tế toàn cầu nhưng mà nếu như có thêm những thành viên khác đó thì phần trăm này nó sẽ tăng lên và sẽ bắt đầu có cái sự uy hiếp liên quan tới đồng đô la thì đó là hai cái cực các bạn những người ủng hộ và nhưng mà không ủng hộ sự thật là như thế này sự thật đó nó luôn nằm ở chính giữa sự thật đó đúng là cái nhóm này đã tăng trưởng nhanh trong thời gian gần đây và chúng ta bây giờ vẫn chưa có biết là họ sẽ có những cái đối sách gì liên quan tới việc là càng ngày càng ít dựa vào đồng đô la hơn chúng ta cũng biết là những cái quốc gia này họ tham gia vào một cái nhóm như vậy đó thì đương nhiên cũng sẽ có những lợi ích trong nhóm à, có thể là họ giao dịch lẫn nhau về thuế hay là một cách đơn giản hơn nhưng mà chúng ta cũng biết là trong nhóm này đó có nhiều tiền tệ đã lạm phát rất là cao các bạn thì khi mà giao dịch lẫn nhau đó họ sử dụng đồng gì BRICS có khả năng là đưa ra một cái tiền tệ kỹ thuật số riêng cho họ sử dụng hay là không và sẽ sử dụng như thế nào nhưng mà sự thật đó thì cái nhóm này đang có cái sự tăng trưởng à, và đương nhiên đây cũng là một trong những điều mà tôi nghĩ là John Powell có thể đề cập đến ngày mai về suy nghĩ của ông về cái nhóm BRICS này và đương nhiên vị thế của đồng đô la sẽ ảnh hưởng đến Fed làm gì các bạn tại vì Fed làm những gì mà họ có thể làm tại vì đồng đô la đang có vị thế tốt. Nếu như mà sau này vị thế này bị uy hiếp đó, thì sẽ ảnh hưởng tới những gì mà Fed có thể làm được. À, nhưng mà một điều khác nữa đó, các bạn thấy là tuy nhóm này tăng trưởng nhanh và bây giờ đã chiếm tỷ lệ là 30% nền kinh tế toàn cầu. Nhưng mà khi chúng ta so sánh với những thành viên của G7 đó, chúng ta thấy trong đó có Hoa Kỳ, Pháp. À, vương quốc Anh vân vân Thì chúng ta đã thấy là đối với lại những quốc gia trong nhóm G7 đó Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là GDP của họ cao hơn nhiều Và GDP những quốc gia này đó lại so sánh với từng đầu người các bạn Như là chia ra bao nhiêu người trong những quốc gia này đó thì các bạn đã thấy là cái sự khác biệt rất là lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là GDP tính từ đầu người đó thì hoa kỳ vẫn đứng đầu hiện tại tại vì chúng ta thấy là nhiều những cái quốc gia khác như chúng ta nói tới là ấn độ hay là trung quốc thì gdp của họ cao nhưng mà ngược lại đó thì lại có rất đông dân ở đó và gdp ít nhiều gì cũng có thể cho các bạn thấy được là cái uh, lực tài chính của nhiều quốc gia này như thế nào thì nếu như mà Hoa Kỳ đó, GDP tính theo đầu người vẫn cao có nghĩa là từng người ở Hoa Kỳ thì vẫn có cái khả năng tài chính rất là cao và khi mà dự dịch ở Hoa Kỳ đó, thì cho dù là trong nhóm BRICS này họ sẽ sử dụng đồng nào các bạn nếu như mà Hoa Kỳ nói là phải dùng đồng đô la không thể dùng đồng khác thì không biết lúc đó đó tình hình nó sẽ ra sao nhưng mà chúng ta thấy là cái nhóm này vẫn đang lớn mạnh nhưng mà một mặt khác đó trong cái nhóm của những quốc gia BRICS này đó thì nếu chúng ta nói tới chín quốc gia trên thế giới mà có cây sản lượng dầu nhiều nhất có nghĩa là họ sản xuất rất là nhiều dầu đó thì sáu trong chín những cái quốc gia đó đã là những thành viên của BRICS rồi và họ đó tập trung lại có thể sản xuất hơn 65% của tất cả số lượng dầu ở trên thị trường, con số không hề nhỏ thì có nghĩa là GDP có thể là không bằng nhưng mà về mặt sản xuất dầu đó thì hoàn toàn không có thua kém và giao dịch dầu là một giao dịch rất là lớn và nếu như mà họ muốn giao dịch bằng một đồng khác đó, thì vẫn có thể quy hiếp được đồng đô la nói chung đó, là những thập kỷ tới đây tôi nghĩ là chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều những cái sự thay đổi và đối với thuận đó, thì uh, thuận cảm thấy những cái sự thay đổi này đó nó cũng rất cần thiết tại vì chúng ta cũng đã không có những cái thay đổi lớn trong một thời gian dài rồi và cái mà thường nói tới đó chính là hệ thống tiền tệ chúng ta đã trong hệ thống tiền tệ fiat này một thời gian dài rồi và như thường chia sẻ trong video ngày hôm qua không thể tiếp tục mãi mãi được nhưng mà có phải là sẽ trong vòng 10 năm, 20 năm hay thậm chí là sau này đời con cháu chúng ta mới biết được thì cái đó thường không thể nào biết rõ được các bạn thôi chỉ biết là mọi thứ nó vẫn đang từ từ tiến tới một cái gì đó khác biệt so với bây giờ mỗi khoảng chừng là mấy trăm năm đó thì câu hỏi tiền là gì sẽ được định lại các bạn và ngay bây giờ đó câu hỏi tiền là gì lớn hơn khi nào hết mọi người bây giờ đó thì đều rất quan tâm đến tiền từ đâu mà có tại sao lại có lạm phát hầu như mọi người càng ngày càng hứng thú và hiểu hơn về tiền và đối với một cái sự thay đổi như vậy đó thì thuận vẫn nghĩ là crypto sẽ có một chủ đứng trong một cái tương lai khi mà hệ thống tiền tệ của thế giới đang chuyển sang một cái kỷ nguyên mới kỷ nguyên đó là như thế nào đó thì thuận nghĩ là 10 năm sau không biết đâu đó còn youtube hay không nhưng mà thuận sẽ ngồi ở đâu đó để mà chia sẻ với các bạn có nhớ 10 năm trước chúng ta nói gì hay không bây giờ thế giới là như thế này nè các bạn <laughs> Điều khác nữa đó, Thuận nghĩ là Fed cũng sẽ cần phải quan tâm đến chúng ta năm ngoái nghe rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến những công ty mà sa thải nhân viên thì điều đó cũng là điều uh, dễ hiểu khi mà các bạn thấy nền kinh tế từ từ chậm lại nhưng mà lý do tại sao nền kinh tế chậm lại các bạn nên hiểu là tại vì Fed muốn nền kinh tế Hoa Kỳ chậm lại chứ không phải là vì một lý do nào khác, à, vì nền kinh tế chậm lại thì mới quản lý được làm phát Giống như là chúng ta thấy là có một chiếc xe đi rất là nhanh Thì để các bạn có thể là control, có thể là quản lý chiếc xe đó, đó Thì chiếc xe đó cần phải từ từ dập tốc độ lại, nền kinh tế cũng như vậy Nền kinh tế đang đi vào một xu hướng nào đó và các bạn cảm thấy là Wow, cứ tiếp tục như vậy đó, thì sẽ dẫn đến một cái tai nạn rất là lớn Thì cái các bạn cần phải làm là bắt đầu đạp cái thắng xe và các bạn không thể nào đập mạnh một cái một các bạn tại vì làm gì thì cái xe nó sẽ bị lật hay là bị đảo chiều chúng ta chỉ có thể từ 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 làm cho chiếc xe chậm lại mà thôi và đó là điều mà Fed muốn làm câu hỏi vẫn là Fed có đạp thắng cuối cùng quá mạnh dẫn đến là chiếc xe sẽ bị lật cho dù là cố gắng cái máy này nữa nên chiếc xe vẫn bị lật hay không thì cái đó chúng ta không biết được và đó là điều mà Fed muốn làm các bạn để cho nền kinh tế chậm đến mức mà chúng ta có thể đẩy lùi được làm phát rồi sau đó bắt đầu mà kích thích nền kinh tế trở lại và làm phát ở mức thấp không biết phải làm được hay không nhưng mà điều mà làm cho thuận lo lắng hơn đó là trong năm nay những công ty nào bắt đầu xa nhân viên đó, thì đó là điều thuận cảm thấy là cần phải quan tâm nhiều hơn năm ngoái đó hàng loạt công ty xã nhân viên tại vì chúng ta thấy là những công ty đó thứ nhất là có nhiều công ty họ mướn nhiều nhân viên khi mà có dịch bệnh thì có những nhu cầu như là Amazon vân vân thì đương nhiên sau khi mà không có dịch bệnh nữa người ta trở lại cuộc sống bình thường thì sẽ không cần nhiều người như vậy tại vì mua sắm online nó sẽ giảm xuống và khi mà chúng ta thấy nền kinh tế chậm lại đây những công ty như là họ bán quảng cáo cũng sẽ giảm xuống các bạn tại vì những công ty sẽ siết chặt lại chi tiêu thì đó cũng bình thường nhưng mà năm nay đây chúng ta vẫn thấy một số công ty như là T-Mobile thì T-Mobile là một công ty mà cung cấp dịch vụ điện thoại di động thì các bạn thấy được là T-Mobile họ đã ra quyết định là sa thải hơn 5.000 nhân viên để có thể giảm chi phí trong cái thời điểm như thế này đó khi mà các bạn nghĩ là những công ty mà đã xã nhân viên đã sa thải rồi mà chúng ta vẫn còn một số công ty họ vẫn không thể tiếp tục có lợi nhuận như là trước đây mặc dù đã sa thải mặc dù chúng ta đã trải qua thời điểm mà nhiều người cho là khó khăn nhất đó chính là lúc mà phép tăng mà không biết là cái mức cao ở đâu bây giờ chúng ta ít ra cũng biết là lãi suất của phép sẽ ngừng ở một mức nào đó có phải đây mức này hay không đó thì ngày mai chúng ta mới biết được À, hay là cho dù có tăng lên nữa cũng không tăng được bao nhiêu nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy có những công ty họ vẫn gặp rắc rối bây giờ hy vọng đây chỉ là một cái số những cái ví dụ riêng lẻ chứ không đại diện cho phần đông những công ty đây là những cái điều mà tôi nghĩ là fed sẽ nói tới ngày mai trong hội nghị jackson Hole chúng ta chuyển qua nói tới bitcoin đi các bạn thì bitcoin đó chúng ta cũng đã tiến tới cái ngày thứ sáu cuối cùng trong tháng 8 này các bạn cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ có một cái đợt lệnh option đáo hạn nghĩa là quyền được mua và quyền được bán thì uh, lần này đó chúng ta có cái phần đáo hạn liên quan tới bitcoin là khoảng uh, 1 tỷ 9 đô la thì đây là tổng số lệnh option sẽ hết hạn Uh, vào ngày thứ sáu uh, và Thật ra đã bây giờ ở Hoa Kỳ là khoảng 10 giờ tối thì uh, theo thuận nhớ đó option ở trên Debit thì uh, sẽ hết hạn trong vòng khoảng chừng là 2 giờ nữa. Có nghĩa là ở Việt Nam đó trong vòng khoảng chừng hai uh, ba giờ nữa thì uh, khi các bạn xem video này đã có thể là đã hết hạn rồi. Nhưng mà trong đợt này đó cũng không có phải là quan trọng lắm các bạn thường đó, chúng ta quan tâm đến cái điểm gọi là max pen như là cái điểm mà nhiều cái hợp đồng sẽ coi như bị lỗ nhất. Và cái điểm max pain của Bitcoin trong đợt này đó là 28.000 và Ether là 1 8 Và cái số lượng đáo hạn chúng ta cũng đã biết là 1 tỷ 9 Thì 1 tỷ 9 không phải là nhiều mà không phải là ít các bạn Thường nhiều nên là có thể lên tới là 2-3 tỷ Con số này cũng đáng quan tâm nữa tại vì 1 tỷ 9 cũng gần 2 tỷ rồi à, Và chúng ta có thể nhìn thấy là ngay mức bây giờ đó là khoảng 26.000 đô Thì chúng ta có thể thấy là cái phần thắng vẫn đăng nhiên về bên put Put như là quyền được bán các bạn Nghĩa là những người nào mà bearish họ sẽ mua hợp đồng put thì chúng ta thấy được là mức giá trong phạm vi 26-27 đến ngàn Thì chúng ta thấy được là có 1.400 lệnh call Call là quyền được uh, mua và put là quyền được bán Thì uh, hiểu đơn giản là những người bullish và những người bearish Thì có tới 11.000 hợp đồng là ở bên Paris thì đương nhiên nếu như mà chúng ta giữ mức giá này ra thì cái phần thắng sẽ nghiêng về bên put bên đánh xuống và có thể có lợi là khoảng 250 triệu đô la. Nếu như mà giá xuống dưới 26.000 đô ra trong vòng vài tiếng tới đây thì chúng ta thì được là bên put sẽ thắng tới 380 triệu đô la. Nếu như mà giá tăng trở lên đó, trong phạm vi là từ 27 tới 28.000 -28 thì chúng ta có cái phần thắng vẫn sẽ nghiêng về bên đánh xuống các bạn, bên put là 110 triệu chỉ khi nào mà giá Bitcoin từ phạm vi 28 đến 29 000 thì chúng ta mới thấy hai bên sẽ coi như cân bằng nói chung đó thì đây là một trong những đợt mà nó không có phải là gần sát với nhau các bạn cái mức giá bây giờ có khả năng là chúng ta sẽ thấy hết hạn nó cũng cỡ gì mà thôi Ngoài trừ chúng ta có tin tức nào lớn chứ thường cũng không nghĩ là trong vòng 2-3 giờ tới đây chúng ta có thể thấy là giá tăng lên 28-29 000 đô